Anh chị em chúng tớ đang du thuyền, đang đi xe điện ở Đà Lạt, thung lũng tình yêu. Đẹp chưa? Đẹp và trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Là một trong những địa điểm tham quan, dã ngoại, vui chơi giải trí lý tưởng nhất cho du khách khi đến với Đà Lạt. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch thung lũng tình yêu. Chúng tôi rất vui dự chào đón quý khách trong chuyến thăm hai xe điện này. Các cháu đấy. Hai thùng lũng tình yêu đấy. Thế em ơi, đạp vịt thế nó mất bao nhiêu thời gian này em? Tùy mình đấy ạ. Mình đạp xa thì nó sẽ lâu. Thế thì ta xuống ít thôi, nếu mà thời gian ngắn thì ta xuống ít thôi. Voi thì phải cưỡi, thời đại 4.0. Vịt, bơi vịt ở hồ là ta phải... Đấy, quay được hết anh em đấy. Trong này rộng lắm. Ở năm bọn này đi năm 2015 thì nó còn ít, bây giờ nó rộng này cơ mà. Cảnh đẹp thung lũng tình yêu nào Đà Lạt. Đang đi xe điện. Ông bên đang thang đi trước rồi. Đi trước cùng bà Lan rồi. Ôi giời ơi.